Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại thủ đô Kiev, Ukraine đúng là một hoạt động mạo hiểm. Cam kết của Mỹ với Ukraine hoàn toàn có thể lặp lại với cam kết của Mỹ đối với Đài Loan. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bình luận Quốc tế. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một sự kiện rất là đặc biệt đang diễn ra trong những ngày vừa qua. Và vào ngày 20 tháng 2 thì Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ xuất hiện ở đường phố Kiev và sánh bước cùng với người đồng cấp chủ nhà Volodymyr Zelensky. Sự xuất hiện của lãnh đạo cao nhất nước Mỹ được cho là mang đến ý nghĩa hết sức to lớn với Ukraine nhân dịp một năm cuộc xung đột bắt đầu. Và chuyến thăm này thì còn nói lên điều gì nữa? Hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay thạc sĩ Lưu Văn Vinh, chuyên gia về an ninh tiền tệ và quan hệ quốc tế. Ngọc Mai xin trân trọng kính chào. Xin chào chị, xin chào tất cả các bạn. Dạ vâng, và câu hỏi đầu tiên được gửi đến thạc sĩ đó là trước khi mà cái chuyến thăm diễn ra thì phía Mỹ nói rằng là Tổng thống Biden chỉ tới Ba Lan mà thôi. Thế nhưng mà ông lại bất ngờ xuất hiện ở thủ đô Kiev. Và theo ông thì vì sao phía Mỹ lại quyết định thực hiện một cái chuyến đi mạo hiểm như thế này giữa cái lúc mà bom rơi đạn lạc đang diễn ra ở Ukraine? Thực ra cái câu hỏi này cũng rất nhiều nhà chuyên gia, nhiều nhà phân tích cũng đã muốn tìm hiểu lý do động cơ tại sao mà Tổng thống Joe Biden trong một cái chuyến đi hết sức bí mật và bất ngờ lại xuất hiện tại thủ đô Kiev của Ukraine. Thì muốn lý giải cho điều này thì chúng ta cũng phải nhìn sơ qua về bối cảnh của cuộc chiến này. Thứ nhất là bối cảnh quốc tế thì chúng ta đã biết cuộc chiến tại Ukraine hiện nay không chỉ là câu chuyện của nước Nga, không chỉ là câu chuyện của Ukraine mà câu chuyện của toàn thế giới. Tất cả các cường quốc, tất cả thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đều can dự trực tiếp hay gián tiếp vào cái cuộc chiến này. Đó là Nga, đó là Trung Quốc, đó là Mỹ, đó là Pháp, đó là Anh. Và cuộc chiến đã tác động đến toàn bộ thế giới, kể cả về mặt chính trị, về kinh tế, quốc phòng, an ninh và tất cả các lĩnh vực khác đều bị tác động bởi cuộc chiến này. Đấy là về bối cảnh bên ngoài. Còn bối cảnh bên trong thì sau khi một năm cuộc chiến thì hai bên phía Nga và Ukraine hiện nay còn đang tập trung lực lượng và cũng bổ sung quân số, vũ khí và có thể có những trận đánh khốc liệt tiếp theo nữa. Và trong thời điểm một năm và trong một thời khắc quan trọng này thì việc Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại thủ đô Kiev, Ukraine đúng là một hoạt động mạo hiểm. Tại sao lại là một hoạt động mạo hiểm? Bởi vì Ukraine đang chiến tranh khốc liệt và thủ đô Kiev vẫn bị tấn công bởi tên lửa. Mặc dù phía Mỹ có thông báo cho Nga về chuyến đi của ông Biden đến thủ đô Kiev, tuy nhiên nước Nga không có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chuyến đi của Tổng thống Joe Biden. Và trách nhiệm bảo đảm an ninh của Tổng thống Joe Biden sẽ thuộc về cơ quan mật vụ Hoa Kỳ và về phía Ukraine. Tuy nhiên, cái việc bảo đảm an ninh an toàn cho Tổng thống đến vùng chiến sự này cũng không hề đơn giản. Và cũng không ai có thể chắc chắn 100%. Tại sao vẫn có thể có những phần tử quá khích hay phần tử khủng bố hay thậm chí có những bàn tay đen nào đó có thể gây nguy hiểm cho cái chuyến đi của Tổng thống Joe Biden nhằm kích động cái sự đối đầu trực tiếp giữa Nga và Hoa Kỳ trong thời điểm hiện nay. Thì đấy, mà cái chuyến đi này chúng ta vẫn khẳng định một lần nữa là mạo hiểm là ở chỗ đấy. Dạ vâng, vậy thì theo ông thì chuyến đi này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine nói riêng cũng như là toàn cục diện cái cuộc xung đột ở Ukraine nói chung? Thì chúng ta đã biết theo truyền thống của các tổng thống Mỹ thường xuất hiện đến động viên tinh thần của binh sĩ Mỹ tại các chiến trường, đặc biệt là chiến trường Afghanistan trong hơn 20 năm trở qua. Thì chiến trường Afghanistan đã có sự hiện diện động viên binh sĩ Mỹ của Tổng thống George Bush, Donald Trump hay là của Barack Obama. Đấy. Và các chuyến đó đều phải đảm bảo an ninh tuyệt đối. Khi máy bay của Tổng thống Mỹ ra khỏi không phận của Afghanistan thì mới được thông báo. Tuy nhiên trong chuyến đi này thì câu chuyện nó lại cũng khác. Và đã truyền thông đã được biết trước mấy tiếng trước khi chuyến thăm đã diễn ra. Và cái mục đích của chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tại Kiev, Ukraine thì có thể phản ánh được rất nhiều mục đích. Và hơn ai hết thì chắc phía Mỹ và Ukraine sẽ hiểu hơn rất nhiều. Thì dưới góc độ phân tích thì chúng ta có thể hiểu mục đích của chuyến đi của Tổng thống Joe Biden tới Ukraine thời điểm này là những gì. Thứ nhất,
có thể nói là sự phản đánh một cái sự ủng hộ mạnh mẽ, cương quyết và không lay chuyển của nước Mỹ đối với Ukraine trong thời điểm này. Cái thứ hai là cũng xóa tan cái hình ảnh nhạt nhòa, mờ nhạt của nước Mỹ sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, và nước Mỹ đã trở lại, và nước Mỹ mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với các thử thách đối với thế giới trong hiện nay. Và cái thứ ba là làm cho một số quốc gia đồng minh Mỹ nếu còn do dự, còn lưng chừng thì cũng phải có quyết định dứt khoát về ủng hộ Ukraine. Và cái mục đích tiếp theo nữa thì có thể đây là một thông điệp cứng rắn gửi tới Nga và Trung Quốc. Gửi tới Nga thì là gì? Thứ nhất là nước Mỹ sẽ đồng hành cùng với Ukraine trong cuộc chiến này, và nước Nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Còn với Trung Quốc là gì? Thứ nhất là cái thông điệp muốn nhắc nhở Trung Quốc về cái mức độ hợp tác của Trung Quốc với Nga thời điểm hiện nay, và xác định đâu là làn danh đỏ trong cái việc hợp tác này. Ngoài ra còn ý nghĩa sâu xa hơn, những gì cam kết của Mỹ với Ukraine hoàn toàn có thể lặp lại với cam kết của Mỹ đối với Đài Loan nếu những diễn biến ở eo biển Đài Loan có thể xấu, có thể phát sinh những vấn đề phức tạp. Thì đấy là những thông điệp mà Tổng thống Mỹ có thể gửi đến Nga và Ukraine. Ngoài ra thì chúng ta đã biết ngày 21 tháng 2 thì Tổng thống Nga Putin sẽ có một bài phát biểu rất quan trọng mang tên thông điệp liên bang trước đại biểu Quốc hội. Và cái chuyến đi này cũng có thể làm giảm cái sự quan tâm của giới truyền thông đối với bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin trong thông điệp liên bang. Và cái điều cuối cùng nữa liên quan đến chính sách đối nội của nước Mỹ. Thì chúng ta đã biết nước Mỹ năm 2024 sẽ bầu cử Tổng thống. Và Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ đang giáo diết tìm những ứng viên xứng đáng nhất của Đảng để tham gia vào cuộc chạy đua bầu Tổng thống năm 2024. Và cái dịp viếng thăm này, sự hiện diện của Tổng thống Joe Biden này để chứng minh cho cử tri Mỹ, của người dân Mỹ biết là một Tổng thống rất là mạnh mẽ, cứng rắn, và sẽ là một ứng viên xứng đáng của Đảng Cộng Hòa sẽ vào cuộc đua Tổng thống năm 2024. Và nước Mỹ cũng hoàn toàn yên tâm tin tưởng với cái bàn tay chèo lái vững vàng của Tổng thống Joe Biden để đưa nước Mỹ vượt qua các thử thách trong hiện tại. Dạ vâng, mà có thể thấy là có rất nhiều những cái dự đoán xoay quanh về mục tiêu và ý nghĩa của cái chuyến đi bất ngờ của Tổng thống Joe Biden. Và chúng tôi cũng đã kịp thời ghi nhận về cái luồng ý kiến từ dư luận quốc tế, và trong đó thì có một cái vị học giả cho rằng cái quan điểm như thế này: từ khi một cuộc xung đột diễn ra thì phản ứng của Mỹ như là từng bước gửi vũ khí hiện đại cho Ukraine, rồi từng bước tăng cường cấm vận Nga, nhưng mà vẫn quan sát mọi cái phản ứng của Nga và để tránh leo thang xung đột và dần dồn Nga vào một cái cuộc chiến tổn hao. Và điều này thì nó phản ánh lên được cái sự lão luyện trong ngoại giao và là một cái thành công lớn của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và ngay cả cái chuyến thăm Ukraine vừa qua nó cũng càng củng cố cho cái nhận định trên. Thì không biết là ông nghĩ như thế nào về cái quan điểm này? Thì cái điều nhận định của các học giả chuyên gia đó cũng có căn cứ và có độ chính xác nhất định. Và cái điều đó cũng phản ánh trong thực tế. Thì từ khi cuộc chiến xảy ra và đến bây giờ thì chúng ta theo dõi thì cái sự ủng hộ của Mỹ theo từng cấp độ, từng giai đoạn và tăng dần. Đầu tiên thì có thể viện trợ về kinh tế, về hậu cần, về hỗ trợ về tình báo và vũ khí bộ binh, vũ khí hạng nhẹ. Sau đó thì chuyển giao đến vũ khí hạng nặng như tên lửa, và tiếp nữa là tên lửa phòng không và xe tăng, và không loại trừ có thể cả máy bay chiến đấu sau này. Và cái việc mà theo từng bước, theo từng giai đoạn và cái sự phân tích một cách chính xác kịp thời từ phía Mỹ thì tôi cho rằng đã đạt những thành công nhất định. Đấy, và cái điều này đã tạo ra nước Mỹ một cái thế rất chủ động trong vấn đề xử lý cái hồ sơ Ukraine. Đấy, và cũng thấy rằng là từng bước mục đích của Mỹ đã đạt được là nước Nga suy yếu và châu Âu càng ngày càng lệ thuộc vào nước Mỹ, không chỉ lệ thuộc vào quốc phòng an ninh còn lệ thuộc vào kinh tế. Thì cái điều này chứng tỏ rằng cái sự xử lý các vấn đề đối ngoại một cách lão luyện, một cách kinh nghiệm, và cái thành quả đạt được nước Mỹ thời điểm hiện nay cũng vô cùng to lớn. Và có thể nói rằng nước Mỹ hoàn toàn chủ động trong việc xử lý hồ sơ Ukraine.
Dạ vâng, và có một cái khía cạnh khác về cái mối liên hệ giữa Mỹ và cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Trước khi chiến tranh thì Mỹ nhiều lần đã nói với Nga rằng Mỹ biết về cái cuộc chiến mà Nga sẽ gây ra tại Ukraine, cũng như là Mỹ đã công bố điều này với thế giới. Thế nhưng mà vì sao Mỹ lại không có những cái hành động mà ngăn cản quyết liệt cho cái cuộc chiến này nó không xảy ra? Ví dụ như là Mỹ có thể cam kết không đưa Ukraine vào NATO. Và có lẽ vì như vậy là phải chăng Mỹ cũng muốn cuộc chiến diễn ra? Thì theo ông là ông nghĩ về quan điểm này như thế nào? Về việc Mỹ biết cái khả năng Nga tấn công Ukraine là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, việc xử lý cái vấn đề đấy, thông tin đó lại hoàn toàn không dễ dàng. Thứ nhất, chúng ta hiểu về phía Nga, một nước Nga đang trỗi dậy. Và nước Nga muốn đoạn tuyệt với chủ nghĩa đơn cực và muốn xây dựng chủ nghĩa đa cực. Và nước Nga là một cực của thế giới đó. Đấy. Do vậy nước Nga không muốn chịu sức ép của Mỹ, không chịu khuất phục trước Mỹ. Đấy. Do vậy là cái tác động của nước Mỹ đối với việc ngăn cản nước Nga phát động cuộc chiến này là rất ít và thực tế ra đã không thành công. Thế còn về mục đích tiếp theo thì vấn đề như chúng ta đã phân tích ấy, nước Nga phát động cuộc chiến thì dễ nhưng mà rút ra cuộc chiến cũng không hề dễ dàng. Đấy, và nước Nga đã có dấu hiệu hụt hơi, có dấu hiệu bị xa lầy trong cuộc chiến này. Và cái điều đó cũng hoàn toàn nằm trong lợi ích của Mỹ. Bởi vì năm 2022, Hội nghị NATO đã thông qua chiến lược mới, trong đó xác định nước Nga là nguy cơ trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Do vậy, mà để làm suy yếu nước Nga trong thời điểm hiện nay cũng nằm trong lợi ích không chỉ của NATO và còn lợi ích của nước Mỹ. Dạ vâng, như vậy thì không biết là ông nhận định như thế nào về chuyến đi này, chiến sự giữa hai bên sẽ thay đổi ra sao trong cái thời gian sắp tới sau cái chuyến thăm đặc biệt này từ Tổng thống Joe Biden? Thực tế thì chúng ta đánh giá đây là một chuyến thăm đặc biệt cũng đúng. Tại sao? Đây là một sự kiện lớn nhất của quốc tế trong tháng 2 và đầu năm 2023. Và chuyến thăm này ngoài việc trao đổi với Tổng thống Zelensky về những vấn đề về cuộc chiến, về sự hợp tác của Mỹ với Ukraine và viện trợ bổ sung cho Ukraine khoảng 500 triệu đô. Tuy nhiên, dưới góc độ về phân tích thì tôi cho rằng là chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Kiev, Ukraine còn giá trị hơn nhiều tỷ đô. Tại sao? Đấy là một cái sự khích lệ về chính trị, về tinh thần rất lớn cho chính quyền và quân đội Ukraine trong cuộc chiến với nước Nga. Đấy. Và cái điều đó cũng dẫn tới những hệ lụy mà chúng ta cũng phải nhận diện. Thứ nhất là khả năng đàm phán sẽ trở về con số 0. Thứ hai là cuộc chiến có thể sẽ diễn ra khốc liệt trong thời gian tới. Cái thứ ba là cuộc chiến có thể kéo dài. Nếu cuộc chiến khốc liệt trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thể hiểu là hai bên trong giai đoạn mùa đông đã tập hợp lực lượng, củng cố lực lượng, bổ sung quân số, bổ sung khí tài và đều tuyên bố có những mục đích với mục đích là phản công trong thời gian tới khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Thì tôi cho rằng trước thời gian trước mắt thì chúng ta cũng cho rằng những cuộc chiến sẽ đẩy lên ở cái nấc thang mới sau chuyến đi của Tổng thống Joe Biden đến Ukraine. Dạ vâng, thưa thạc sĩ, thì trước khi mà cái chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thì Nhà Trắng đã thông báo là ông sẽ thăm Ba Lan. Tuy nhiên thì khi mà cái sự kiện đặc biệt mà ông đến thăm Ukraine diễn ra thì gần như là cái thông tin mà ông ghé thăm Ba Lan nó đã bị lu mờ. Thì không biết là thạc sĩ đánh giá như thế nào về cái ý này? Chúng ta đều biết chuyến thăm Ba Lan đã được lên kế hoạch trước. Và trong các buổi thông tin của người phát ngôn của Nhà Trắng đều không đề cập đến chuyến thăm Ukraine. Tuy nhiên với những cái yêu cầu mà cái mục đích của nước Mỹ cần phải có một cái sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ tại Ukraine thì đã bố trí một chuyến đi hết sức là bất ngờ, hết sức là mạo hiểm và chuyến đi đã thành công. Và cái sự thành công của chuyến đi đó nó cũng mang lại rất nhiều những cái thắng lợi đối với Ukraine và đối với nước Mỹ. Và do vậy cái chuyến đi thăm của Tổng thống Joe Biden đến Ba Lan nó cũng có một sự giảm nhiệt. Đấy, và cái sự truyền thông cũng không còn tập trung quá nhiều về cái chuyến thăm này. Và trong chuyến thăm Ba Lan thì Tổng thống Joe Biden cũng nói về những cái sự ca ngợi sự chiến đấu của quân đội Ukraine và sự quyết tâm giành chiến thắng của chính quyền Ukraine trong cuộc chiến này. Dạ vâng, cảm ơn thạc sĩ rất là nhiều đã đưa ra những cái bình luận và phân tích vô cùng kịp thời về một cái sự kiện đặc biệt đang diễn ra trên trường quốc tế. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi về tình hình cuộc xung đột sẽ diễn ra ra sao trong cái thời gian ở tương lai sắp tới. Cảm ơn thạc sĩ rất nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn quý vị khán giả đã giữ tín hiệu trong chương trình Bình luận Quốc tế. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin đáng chú ý ở trên thế giới. Quý vị hãy giữ tín hiệu cùng với chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.